Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm cho mai dạng. Hôm nay Khải xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 sách kết nối tri thức của cuộc sống. Chúng tôi xin bài giảng của Khải Liêm nếu không phải quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để Khải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 24 gấp một số lên một số lần tiết số 2. Như là hôm trước khi mình đọc tiết số 1 rồi. Em nào chưa xem tiết 1 thì các em có thể vào kênh Khải Liêm. Các em vào danh sách phát buổi bài tập toán 3 kết nối tri thức các em xem nhé. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của tiết số 2. Mình sẽ làm câu số 1 trước. Mình sẽ điền số vào giờ chỗ trống nha. Như là câu A ở đây là số 3. Khiêm 7 đơn vị. Khiêm có nghĩa là cộng. Mình sẽ lấy 3 cộng 7. 3 cộng 7 sẽ bằng bao nhiêu? 3 cộng 7 sẽ bằng 10. Ở đây mình sẽ viết số 10. Tiếp theo là câu B. Ở đây mình thấy là câu số 7. Gấp 9 lần. Gấp có nghĩa là mình sẽ thực hiện phép nhân. Mình sẽ là 7 nhân 9. 7 nhân 9 sẽ bằng bao nhiêu? 7 nhân 9 sẽ bằng 63. Ở đây mình sẽ viết số 63. Tiếp theo là câu C. Ở đây là số 8. Khiêm 3 đơn vị. Số 8 khiêm 3 đơn vị có nghĩa là mình sẽ thực hiện phép cộng. Mình sẽ lấy 8 cộng 3. 8 cộng 3 sẽ bằng bao nhiêu? 8 cộng 3 sẽ bằng 11. Mình sẽ viết số 11. Câu D ở đây là số 3, gấp 7 lần. Gấp có nghĩa mình sẽ thực hiện phép nhân. Mình sẽ lấy 3 nhân 7. 3 nhân 7 sẽ bằng bao nhiêu? 3 nhân 7 sẽ bằng 21. Mình sẽ viết số 21. Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video để biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2 đúng. Câu nào đúng thì mình sẽ ghi chữ D, câu nào sai thì mình sẽ ghi chữ S. Câu A, gấp 6 lên 3 lần thì được 18. Gấp 6 lên 3 lần có nghĩa là mình sẽ lấy 6 nhân 3. 6 bằng 3, 6 nhân 3 sẽ bằng bao nhiêu? 6 nhân 3 sẽ bằng 18. Như ở đây mình để là 6 gấp lên 3 lần thì được 18. Như vậy đây là câu đúng. Mình sẽ viết chữ D. Tiếp theo là câu B, gấp 7 lên 5 lần, có nghĩa mình sẽ lấy 7 nhân 5. 7 nhân 5 sẽ bằng bao nhiêu? 7 nhân 5 sẽ bằng 35. Nhưng mà ở đây người ta để là được có 30. Như đây là câu câu sai. Phải là bằng được 35 mới đúng. Đúng này. Như vậy đây câu B là câu sai. 7 nhân 5 bằng 35 chứ không phải là 30. Tiếp theo là câu C, khiêm 3 đơn vị vào 6 thì được 18. Khiêm 3 đơn vị vào 6 có nghĩa mình sẽ lấy 6 cộng 3. 6 cộng 3 sẽ bằng bao nhiêu? 6 cộng 3 bằng trên 10 là 9. 6 cộng 3 khi bằng 9. Ở đây người ta viết số 18 là câu sai. Khiêm có nghĩa là cộng. Khiêm 3 đơn vị vào 6 có nghĩa mình lấy 6 cộng 3. 6 cộng 3 bằng 9 chứ đâu phải bằng 18. Đúng này. Tiếp theo là câu D. Khiêm 5 đơn vị vào 7 khi được 12. Khiêm 5 đơn vị vào 7 có nghĩa mình sẽ lấy 7 cộng 5. 7 cộng 5 sẽ bằng bao nhiêu? 7 cộng 5 bằng 12. Như vậy là người ta để là khi được 12 là câu đúng. Vậy 5 khiêm 7 cộng 5 bằng 12. Đúng này. Như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video để biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 người ta nói là mỗi cái bánh có thể mời 3 bạn ăn chung. Hỏi với 9 cái bánh thì có thể mời được bao nhiêu bạn ăn chung? Như giờ câu số 3 này người ta nói là mỗi cái bánh thì có thể mời 3 bạn ăn chung. Với 9 cái bánh thì có thể mời được bao nhiêu bạn ăn chung? Như một cái bánh thì 3 bạn, 9 cái bánh thì mình sẽ lấy là 3 nhân 9 hoặc là 9 nhân 3 cũng được. Đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ đặt lời giải. Với 9 cái bánh thì có thể được bao nhiêu, mời bao nhiêu bạn ăn. Đúng này.
Như vậy mình sẽ bỏ chữ hỏi thì mình sẽ trả lời là với 9 cái bánh thì có thể mời được số bạn ăn chung này. Được. Như vậy mình sẽ đặt lời giải như sau. Với 9 cái bánh. Thì có thể mời người ta hỏi là mời bao nhiêu, mình trả lời số bạn ăn chung là với 9 cái bánh thì có thể mời số bạn ăn chung là mình sẽ lấy 9 nhân 3, 9 cái bánh mà mỗi cái có thể là chia được 3 nên mình sẽ lấy 9 nhân 3, 9 nhân 3 sẽ bằng bao nhiêu, 9 nhân 3 sẽ bằng 27, ghi là kết quả là 27 bạn, đáp số là 27. Giờ như là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo là câu số 4. Câu số 4 người ta kêu mình tô màu các ô ghi phép tính có kết quả bằng 7 lần. Giờ như là bây giờ mình sẽ đi thực hiện các phép tính. Xem những phép tính là bằng 75 thì mình sẽ tô màu. Đúng không? Giờ thầy sẽ tính nháp phía dưới này cho các em xem. Còn các em mình sẽ đi nháp gì mình tính nhé. Sau khi tính nháp xong mình sẽ tô màu những ô nào mà có kết quả bằng 75. Giờ mình thực hiện phép tính. 25 nhân 3. 25 nhân 3 sẽ bằng bao nhiêu? Thì mình sẽ lấy số 3 nhân hai đơn vị chứ 3 nhân 5 sẽ bằng 15, viết 5 nhân 1. 3 nhân 2 bằng 6 khi 1 nhớ bằng 7, kết quả là 7 lần. Tiếp theo là 90 trừ 15. 90 trừ 15 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhẩm. Mình sẽ lấy hai đơn vị trừ hai đơn vị. Nhưng mà 0 trừ 5 không được, mình sẽ lấy 10 trừ 5. 10 trừ 5 được 5, viết 5 nhớ 1. Số 1 này khi 1 nhớ là 2, 9 trừ 2 được 7, kết quả là 7, 15. Tiếp theo sẽ là 20 nhân 4. 20 nhân 4 sẽ bằng bao nhiêu? 20 nhân 4 thì mình có thể là 20. 20 này mình có thể đọc là 20. 20 nhân 4 thì mình sẽ lấy 2 nhân 4 bằng 8. Kết quả là 80. Đúng không? Tiếp theo là 17 nhân cho 5. 17 nhân 5 sẽ bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm luôn. Mình sẽ lấy 5 nhân 7 chứ. 5 nhân 7 bằng 35, viết 5 nhớ 3. 5 nhân 1 bằng 5, khi 3 nhớ bằng 8, kết quả sẽ là 85. Tiếp theo sẽ là 5 nhân 7. 5 nhân 7 sẽ bằng bao nhiêu? 7 nhân 5, 7 nhân 5. 7 nhân 5 cũng bằng 3, 5 nhân 7 thôi. Đúng không? 7 nhân 5 sẽ bằng 35. Tiếp theo sẽ là 15 nhân 5. 15. Giờ mình sẽ tính nhầm. Mình sẽ lấy 5 nhân 5. 5 nhân 5 bằng 25. Mình sẽ viết 5 nhớ 2. Giờ số 5 nhân hàng chục. 5 nhân 1 bằng 5. Khi 2 nhớ bằng 7. Kết quả cũng bằng 75. Tiếp theo là 57 cộng 8. 57 cộng 8 bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhầm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hai đơn vị. 7 cộng 8 bằng 7 cộng 8 bằng 15, viết 5 nhớ 1. Giờ số 5 hàng chục này khi 1 nhớ là 6, kết quả là 65. Và cuối cùng sẽ là 16 nhân 3. 16 nhân 3 sẽ bằng 7. Mình sẽ tính nhẩm, mình sẽ lấy số 3 nhân cho 6. 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. Giờ 3 nhân 1 bằng 3, khi 1 nhớ là 4, kết quả là 48. Giờ như vậy mình thấy là những phép tính này có kết quả bằng 75. Thì mình thấy là 25 nhân 3 sẽ bằng 75. Đúng không? Giờ 90 trừ 15 sẽ bằng 75. Và cuối cùng sẽ là 15 nhân 5 sẽ bằng 75.
Giờ như là các em sẽ tạm dừng video, các em sẽ tô màu ba phép tính này. Giờ sau đó đối chiếu quốc kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ như là thầy đã tô màu xong nha. Thì ba ô này thầy sẽ tô màu xanh. Các em có thể tô màu khác cũng được. Các em thích màu nào thì các em sẽ tô màu đó. Được nè. Như là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em hay bài, các em sẽ bấm hết video thầy biết các em hay bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, các em thấy rằng thầy hiểu bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em là chưa đăng ký kênh thầy Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tập, tạm biệt các em nha.